để nguyên miếng nha. Chú dặn nè. Miếng gì nè, không đừng có để cái làm gì, không ấy nguyên miếng giữa cho đẹp cho chú luôn. Để cho con lựa. Cỡ tí là nguyên miếng vậy thôi, là đẹp chú nguyên miếng thôi nha. Ở đâu đen thôi ha. Không quay cũng rất tại chăm ngàn chặt chăm ngàn. Phải khung ra chương nha, không chặt chú nha. Chú cầm tờ giấy nè, chú lấy tờ giấy con chú. Đưa tờ giấy vô nó thấy chờ nó biết liền ha. Đưa giấy con nha, rồi. Trăm ngàn chặt. Chuyển khoản trước ra nó lấy con sữa không? Còn giờ con heo lớn hơn đúng không? Đang ăn ngoài. Nó nha. Con nha. Quê. Nhớ là tí heo quay với 10 ổ bánh mì không? Ok, heo quay 10 ổ bánh mì không. Anh đứng chờ. Chờ xíu anh ơi. Còn không anh không phải cái chuyện chuyển xong hết rồi. À chắc hả? Trời, heo quay qua tới luôn. Hay quá. Đây nó bán mà chị nó nhỏ. Kìa. Đâu đâu đâu. Qua rồi, qua rồi. Đâu đâu, heo quay đâu. Kìa, chú Thành tới. Chờ xíu, chờ xíu. Chú Thành đem qua cái gì hả? Chú Thành đem qua cái gì? Có heo quay. Phải cái ghi ghi phiếu luôn rồi ghi vậy ghi vậy. Đây là của bánh mì à. Tí da mày bụi lên thịt đi. Xin chào quý bà cô chú anh chị và các bạn nha. Và đi cuối video tiếp theo của em. Hiện tại em đang đứng tại quầy heo quay Kim Mai, chỉ có 1/4 quận 6 nha bà cô chú anh chị và các bạn. Đó. Sau một hồi chờ rất là lâu thì heo quay đã ra. Phúc Trân nè, chị Mai, chủ tịch Kim Mai. Bây giờ chú Thành hỏi vừa đêm heo qua không đủ luôn, nguyên vàng thợ luôn. Đây là video ngày đầu năm nha bạn. Thành nói chưa chứ Thành ơi. Anh Thành. Đây lấy một cái nè. Cái chưa. Lily bị bệnh. Đây là chị Mai mới nói Lily bị bệnh. Chẳng phải quay mấy bữa nay. Kia có rồi. Có ai đang chỗ này nó đúng không? Ơi. Lẽ chọn
Chạy nữa đi. Ông này không khớp liền nữa chưa? Ông lấy ông khớp liền nữa chưa? Cũng đi như ổ vậy. Sáng rực nha ông bà cô chú. Rồi có ai chặt hết mấy qua đi chân ơi. Lấy nửa ký nữa hả? Năm ơi. Cái đồ của bạn em về luôn đi. Đâu cái rồi đâu. Cái này kia luôn nha bà. Xin đi bao không bị không. Chấm sóc coi với mình hả? Ai dám nhìn nữa hả? Giờ này là gần hết rồi. Kia bữa nay chị Mai dán cái bảng gì kia vậy? Báo giá hả? Bảng của Trương. Bảng của Trương á. Bảng của Trương hả? Bao nhiêu ký, bao nhiêu lạng vô ra. Nửa ký không chứ? Thành tiền không? 200 ngàn của anh. 200 ngàn của anh. Anh nào 200 ngàn bước qua đây giùm em đi. Kiếm ơi. Đứng ở ngoài kìa. Chạy chạy chạy. Đứng ở ngoài kìa. Anh 200 ngàn của chú nào đây? Đưa tiền chưa? Chưa, 200 cho anh nấu à.
chia làm ba giùm cô, chia làm ba, hai miếng lấy nào chia làm ba, chia ba cục, đúng rồi đúng rồi, tám lại hai em tám hai trăm tám luôn không, hai cục này có tiểu không, đúng vậy, rồi 100 để chung hết luôn ha. Dạ, có dư chút xíu luôn á nha. Em tôi tặng đó. Dạ. Rồi. Chăm số 4. Anh mới khen người làm thôi chứ anh khen chủ nữa là khác nữa nha. Được tặng mạnh hơn nữa đó. 300 nè, 300 nè. Anh này ký để nguyên. Đúng ký rồi ạ. Là cái giò đúng không? Cái giò. Chưa có ông chưa làm phải không? Chưa không có cái tay ta. Chị đó nãy đưa 120 đó, bớt ra ha. Cái chị nãy đưa 100 nè, 100 nè. Chị nhỏ hả? Ừ. Lâu không có đó là đúng chứ. Mà đẹp bé. Nó thải không chị ơi? Tới là đúng rồi, đúng rồi. Sao? Thải cá. Sao biết trái phải được ta? Dạ. Cọc em nhiêu? Cọc tiền giỏ chị bán cọc chứ? Không có đâu chị, cọc trước mới có. Cọc trước cũng có. Cái này áp dụng 200 gram. Thấy có giò mà. Một miếng nguyên ký. Không có chặt đúng không? Lý để nguyên 350 đi người đẹp thôi. Thích chặt không chị? Lên ngò các chị nghe. Lên ngò mày có sữa hả? Một ký để nguyên của chị này. Dạ. Bên đó chị nó okay, okay. Đó là. Đi qua mua lần. Tám mươi lăm tới 15
xíu. Chặt giùm em 200 ký nổi. Cô ơi, ba rọi nè. Thiết sửa quay lên đang lên cô luôn á. Đấy, nãy ai có giò kìa đó. Chị mới đi ra đó rồi. Đi ra rồi. Cái giò để vô đây ai đặt nè. Rồi xong. Có giò, giò này là có giò nè. Chặt giùm em một miếng 200 ngàn. 200 ngàn ha. Cành nhỏ để nguyên. Để nguyên. Đồ lên đủ rồi đó. Đồ lên đủ bây giờ. Giò đẹp quá. Cần mới nhấp ra được. Không phải thật chị. Để cho mình đi. 30 nóng. Nóng hổi luôn. Đám nhan lạng nó bị hơn rồi. Như hiểu rồi. Không tay luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lấy cho em nửa ký đi quay. Lấy ba gọi á. Nửa ký đi quay không? Rồi, để nguyên cho em. Chặt nhỏ. Ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thứ hai có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em nhé. 175. Như vậy thì nửa ký đó. 170. Đây cái kênh chia sẻ video nha, ủng hộ mình. Video đang quay ở đây là vào lúc buổi sáng á, nguồn chính tháng giêng. Địa chỉ chúng ta là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 nha quý vị. Giò 150 ha. Chị. Không có bán mông, có bán không chị? Bán nguyên cái giò 150 cái. Móng gì? Bấm móng này. Phải chặt cái móng ra hả? Phải chặt cái móng ra. Công an mua heo quay chị Mai cập nhật giá vàng, anh khách anh nói. Anh khách nói nha chị Mai chứ không phải em nói nha. Dạ. Giá vàng hôm nay nhiêu chị Mai? 7.3. 7.3 hả? Trời ơi. Mấy anh qua YouTuber mà anh cập nhật giá vàng quá trời. Ngày mai là ngày vía thần tài. Thường là người ta mua vàng rồi ngày hôm nay người ta đi mua này.
có lì xì. Mai là có lì xì hả? Đó là ngày hôm nay là người ta sẽ đi mua vàng trước nè. Rồi xong rồi ngày mai là chỉ mình đi ngang qua ông thần tài thủ địa. Ngày mai với tài mua ký tặng ngang mình đúng không? Đúng chắc. Nửa ký để nguyên. 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 Nửa ký để nguyên.